Tin tức nóng hổi, tỉnh Gunma. Bởi AI của Taiseki FM. Một hội nghị chuyên đề đã được tổ chức nhân kỷ niệm 10 năm đăng ký di sản thế giới của UNESCO. Nơi ở cũ của Yahitajima ở làng Sakajima, thành phố Aiseki. Một hội nghị chuyên đề đã được tổ chức vào ngày 14 để kỷ niệm 10 năm ngày được ghi vào danh sách di sản văn hóa thế giới. Khoảng 80 người đã tham dự bài phát biểu quan trọng và hội nghị chuyên đề. Nhìn lại những tiến bộ đã đạt được trong 10 năm qua kể từ khi đăng ký. Chúng tôi đã nghĩ về tương lai của quận Shimamura. Trong phần 1, chúng ta nhìn lại 10 năm qua là khoảng thời gian mà các chính phủ và những người ủng hộ người dân thử nghiệm cách truyền tải sức hấp dẫn của các di sản tới du khách. Trong hội nghị chuyên đề sau đó, chúng tôi đã xem xét 10 năm tới của khu vực Shimamura.